Một điểm nhấn đáng chú ý tại chương trình khôi phục hoạt động du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn bình thường mới, đó là Sở Du lịch Đà Nẵng đã công bố ra mắt ứng dụng VR360 Một chạm đến Đà Nẵng. Ứng dụng VR360 Một chạm đến Đà Nẵng được cập nhật tại địa chỉ http://vr360.danangfantasticcity.com với nhiều tính năng ưu việt như trải nghiệm thú vị tour khám phá Đà Nẵng với thuyết minh tự động, bố cục hình ảnh hiển thị, mãn nhãn với âm thanh sóng động, chat trực tiếp với trung tâm hỗ trợ du khách, công nghệ dẫn đường dễ dàng di chuyển, tương tác kết nối với người dùng thông qua tính năng chụp ảnh và săn quà may mắn. Đây là sản phẩm hoàn toàn mới của du lịch Đà Nẵng để hướng tới chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, cũng như đáp ứng nhu cầu xu hướng trải nghiệm của du khách trong bối cảnh hiện nay.